Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết về chiếc iPhone Samsung của mình chứ. Đây, nó đang nằm ở đây luôn. Chưa đâu. Samsung. Được chưa? Đây là chiếc Samsung A8, khá là vừa. Tại vì nó đang tắt nguồn nên mình không thể bật cho bạn coi. Thấy chưa? Bật hoài nó có lên đâu. Nhìn thấy chưa? Mình đang tắt nguồn rồi.